Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ băng tần của Việt Mỹ Television. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với những bản tin về Hoa Kỳ cùng với xứ ngôn viên Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mitchell Flynn đồng ý cung cấp tài liệu cho Thượng viện. Hãng thông tấn AP dẫn một nguồn tin thạo tin giấu tên tiết lộ, Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu ông Flynn cung cấp các tài liệu liên quan để điều tra. Song đã bị từ chối với lý do nó có thể được sử dụng để chống lại chính ông. Tuy nhiên sau đó, người đại diện của ông Flynn đã gửi một email đến ủy ban thông báo sẽ cung cấp trước một số tài liệu để kịp với hạn chót mà ủy ban đưa ra trong thư yêu cầu, bao gồm tài liệu liên quan với việc làm ăn và một số tài liệu cá nhân khác. Phía ông Flynn sẽ cung cấp tiếp một số tài liệu vào tuần tới, hãng tin Reuters cho biết, báo Washington Post nhận định quyết định từ phía ông Flynn cho thấy giữa ông và Ủy ban Tình báo Thượng viện đã bắt đầu tìm được tiếng nói chung trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ. Trong khi các nhà điều tra của Quốc hội ra sức tìm kiếm và gây sức ép để có được các tài liệu quan trọng, thì cựu Trung ương Flynn đang cố gắng hạn chế tối đa tiết lộ những thông tin nhạy cảm do lo sợ sẽ bị phe Dân Chủ sử dụng để chống lại ông. Báo Washington Post bình luận, trước đó Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự, buộc Ủy ban vận động tranh cử của ông Donald Trump phải nộp tất cả tài liệu, email và hồ sơ điện thoại từ tháng 6 năm 2015 đến nay. Tin Politico, nguồn tin từ châu Âu cho thấy những tranh luận xung quanh việc cấm mang laptop lên khoang hành khách của các máy bay từ châu Âu đến Hoa Kỳ đã khép lại, mặc dù chính quyền Hoa Kỳ vẫn nói có thể sẽ thay đổi quyết định này. Căn cứ vào các đánh giá thực tế và nguy cơ khủng bố không cấm nữa, một quan chức của Ủy ban châu Âu EC thông tin sau cuộc thảo luận qua điện thoại vào ngày 30 tháng 5 giữa Bộ trưởng An ninh Quốc gia nội địa là John Kelly và hai người đồng cấp châu Âu. Vị quan chức EC cho biết thêm, cả hai bên đã đồng ý tăng cường các đối thoại về mặt kỹ thuật và cố gắng tìm một giải pháp chung. Trong thông báo, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết Bộ trưởng Kelly và các quan chức đồng cấp châu Âu thỏa thuận về nhu cầu cần tăng cường lệnh cấm nhằm đảm bảo an ninh hàng không toàn cầu, trong đó có thể áp dụng một loạt các biện pháp đã có hoặc chưa có. Giới chức ngành hàng không hai bờ Đại Tây Dương trong thời gian qua rất lo ngại về việc hệ quả của lệnh cấm do phía Hoa Kỳ muốn đưa ra đối với hoạt động kinh doanh. Nếu được áp dụng, nó sẽ ảnh hưởng tới 390 chuyến bay mỗi ngày. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ đã áp lệnh cấm hành khách mang các thiết bị điện tử cỡ lớn trong hành lý xách tay trên các chuyến bay trực tiếp đến Hoa Kỳ từ 10 sân bay ở Trung Đông và Bắc Phi. Lệnh cấm hiện đang được áp dụng này ảnh hưởng tới 350 chuyến bay mỗi tuần. Kính thưa quý vị, Fed phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức 41 triệu Mỹ Kim vì tắc trách trong việc kiểm soát các giao dịch. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tức FED đã phạt Deutsche Bank của Đức 41 triệu Mỹ Kim vì tắc trách trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Hãng tin AFP cho biết đây là hình phạt mới nhất trong chuỗi các hành động pháp lý mà ngân hàng Deutsche Bank phải đối mặt tại Hoa Kỳ. Tháng trước, ngân hàng Deutsche phải trả chi hơn 150 triệu Mỹ Kim tiền phạt cho các hành động ngoại hối, không an toàn và không chính đáng, cùng sự giám sát lỏng lẻo của các hoạt động giao dịch này. Trong vụ việc mới nhất, Fed cho biết giữa năm 2011 và 2015, một chi nhánh của Deutsche Bank ở Hoa Kỳ là Deutsche Bank Trust Company Americas đã giải quyết hàng tỷ Mỹ Kim trong các giao dịch đáng ngờ cho các công ty ở Liên minh châu Âu mà không có sự kiểm tra cần thiết. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đang điều tra các hoạt động của ngân hàng Deutsche ở Nga và các kiểu giao dịch giúp khách hàng che giấu số tiền gửi ra khỏi nước Nga. Theo AFP cho biết, Deutsche Bank đã giải quyết vấn đề trên các cơ quan chức năng Anh và Hoa Kỳ hồi tháng 1, đồng ý trả gần 630 triệu Mỹ Kim cho rắc rối này. Ngân hàng Deutsche gần đây bị giới chính trị Hoa Kỳ quan tâm nhiều vì được cho là chủ nợ của Tổng thống Donald Trump và các doanh nghiệp của ông. Nhiều người đã lên tiếng quan ngại trước sự xung đột lợi ích này. Hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ gửi thông điệp đến Bắc Hàn. Hai hàng không mẫu hạm USS Carvinson và USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ sẽ cùng một số tàu nổi và hai tàu ngầm di chuyển vào khu vực phía nam biển Nhật Bản để tiến hành huấn luyện, một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với đài CNN.
Theo quan chức Hoa Kỳ, dù địa điểm huấn luyện nằm cách bán đảo Triều Tiên khoảng vài trăm km, nhưng sự kiện này chắc chắn là nhằm phát đi thông điệp đến Bình Nhưỡng. Quan chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ quá trình huấn luyện chung diễn ra trong vài ngày bởi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson phải quay trở lại cảng ở thành phố San Diego vào tháng 6. Hiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đang ở trong vùng biển Nhật Bản, trong khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã ở ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Vào cuối tuần này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa hàng không mẫu hạm USS Nimitz từ thành phố Bradenton, tiểu bang Washington cho các nhiệm vụ thường xuyên. Hàng không mẫu hạm USS Nimitz dự kiến đi qua Thái Bình Dương trên đường tới Vịnh Ba Tư. Động thái trên của Washington được thực hiện trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thử hỏa tiễn đạn đạo, trong đó một số hỏa tiễn kết thúc hành trình trên biển Nhật Bản. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vi phạm nghi thức ngoại giao. Theo AP, Tổng thống Donald Trump đã trao đổi số điện thoại di động của mình cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, đồng thời khuyến khích họ gọi điện trực tiếp cho ông thay vì dùng các kênh liên lạc truyền thống. Đây được xem là một lời đề nghị bất thường, phá vỡ nghi thức ngoại giao, cũng như dấy lên mối quan ngại về an ninh và bảo mật trong hệ thống thông tin liên lạc của vị Tổng thống Tư lệnh Hoa Kỳ. Theo các quan chức Hoa Kỳ, ông Trump khuyến khích các nhà lãnh đạo Canada và Mexico gọi ông bằng điện thoại di động. Tuy nhiên, chỉ có Thủ tướng Canada Justin Trudeau sử dụng cách liên lạc này. Theo một quan chức của Pháp, Tổng thống Trump còn trao đổi số điện thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Khi hai nhà lãnh đạo liên lạc ngay sau chiến thắng của ông Macron vào đầu tháng này, tuy nhiên vị quan chức này không đưa ra bình luận gì về việc liệu ông Macron có ý định sử dụng cách liên lạc này hay không. Việc các nhà lãnh đạo thế giới liên lạc với nhau qua điện thoại di động dường như không có gì đáng bàn trong thế giới hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, xét riêng trong lĩnh vực ngoại giao, khi các cuộc gọi của các nhà lãnh đạo bàn về công việc quan trọng, thì việc một tổng thống sử dụng điện thoại di động là vi phạm nghi thức ngoại giao. Theo các chuyên gia an ninh, thậm chí nếu ông Trump sử dụng điện thoại di động do chính phủ cung cấp, thì những cuộc gọi của ông cũng rất dễ bị nghe lén, đặc biệt từ các chính phủ nước ngoài. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ tới Australia vào tuần tới để tham dự các cuộc hội đàm với những người đồng cấp về việc các vấn đề đối ngoại và quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Australia Julie Bischoff và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cho biết, trong các cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng Hoa Kỳ Australia lần đầu tiên được tổ chức với tân chính quyền Hoa Kỳ, hai bên dự kiến thảo luận những vấn đề chiến lược chung như Bắc Hàn và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo Bộ Ngoại giao, sau các cuộc hội đàm ở Sydney vào ngày 6 tháng 6, ông Tillerson sẽ tới Wellington vào ngày tiếp theo để gặp Thủ tướng New Zealand là Bill English và Ngoại trưởng nước này là Gary Brawley. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng thông báo ông Mattis sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, diễn đàn an ninh thường niên khu vực được biết với tên gọi là Đối thoại Shangri-La tại Singapore trong tuần này trước chuyến thăm Australia. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hối thúc các nghị sĩ hãy lắng nghe lời khai từ cựu cố vấn Carter Page. Theo hãng Reuters đưa tin, vào ngày 31 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã hối thúc các nghị sĩ lắng nghe lời khai từ cựu cố vấn chính sách đối ngoại Carter Page như một phần trong các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Trump cho rằng lời khai của ông Page sẽ chống lại các lời khai trước đó của cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang tức FBI James Comey và các quan chức tình báo. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump cho biết vậy là có thông tin cho rằng các nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người chỉ trích ông Carter Page về Nga, không muốn ông làm chứng trong phiên điều trần. Ông ấy đã thổi bay các cáo buộc chống lại mình và hiện muốn minh oan bằng việc chỉ ra những lời giải thích sai lầm của ông James Comey, cựu quan giám đốc FBI, ông John Brennan, cựu giám đốc CIA. Ông Page là một trong số các cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc dính líu với Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương, ông Trump nhắc tới vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ được cân bằng trong thời gian ngắn. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc,
cảm ơn Hoa Kỳ đã đón tiếp chân tình và nói những ngày vừa qua ở Hoa Kỳ rất có ý nghĩa đối với Việt Nam. Tôi đánh giá cao các bước triển khai chính sách của chính quyền Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước tiến dài từ cựu thù thành bạn và nay đã là đối tác toàn diện, ông Phúc nói bằng tiếng Việt. Thủ tướng Việt Nam cũng nhắc tới những cam kết về an ninh kinh tế, nhưng không thấy nhắc tới vấn đề nhân quyền. Ông Phúc cũng nhấn mạnh việc hai bên hợp tác trên cơ sở tôn trọng lựa chọn chính trị của riêng mình. Việt Nam thuê một người vận động hành lang là được gọi là lobbyist với mức lương khoảng 30.000 đô la trên một tháng, kính thưa quý vị, kể từ khi ông Trump đắc cử, để có được cuộc gặp giữa ông Nguyễn Xuân Phúc với ông Trump. Reuters cũng cho biết là General Electric CEO được gọi tên là GEN, tổng công ty điện lực Mỹ, đã ký một hợp đồng với Việt Nam với giá trị khoảng 5,58 tỷ đô la Mỹ để cung cấp động cơ máy bay và dịch vụ sản xuất điện. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng họ chỉ ký một đơn hàng lớn ở Hoa Kỳ và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Với hàng tỷ đô la có nghĩa là thêm việc làm cho Hoa Kỳ và thêm những thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Việt Nam.